Ngày 14 tháng 9 vừa qua, Seoul Spa đã chính thức khai trương tại số 3 ngõ 2 Giảng Võ Hà Nội với cơ sở vật chất khang trang hiện đại cùng hệ thống máy móc tiên tiến hàng đầu trong ngành thẩm mỹ hiện nay, hứa hẹn sẽ là điểm đến làm đẹp lý tưởng cho phái đẹp. Seoul Spa mang đến không gian sang trọng và thư giãn cùng hệ thống máy móc công nghệ làm đẹp tiên tiến hàng đầu trong ngành thẩm mỹ Hàn Quốc. Seoul Spa là nơi chăm sóc và làm đẹp công nghệ cao của Hàn Quốc với phương châm vẻ đẹp đến từ sức khỏe. Seoul Spa áp dụng công nghệ tiên tiến nhất của kinh đô làm đẹp thế giới Seoul và sản phẩm hỗ trợ hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên đã được Bộ Y tế và Cục Quản lý Dược Hàn Quốc và Mỹ chứng nhận. Seoul Spa mang đến dịch vụ trẻ hóa da, giảm béo công nghệ đông hủy mỡ nhiệt lạnh, an toàn, giảm béo hiệu quả vùng đùi, bắp tay, đặc biệt an toàn cho sức khỏe. Dịch vụ chiến lông máy OPT không gây đau rát, hiệu quả an toàn và được bảo hành trọn đời tại Seoul Spa. Seoul Spa sử dụng mỹ phẩm chính hãng Sikrisky, sản phẩm hàng đầu về chăm sóc sắc đẹp bằng thảo dược của Hàn Quốc và sản phẩm được xuất khẩu sang hơn 22 quốc gia trên thế giới. Sikrisky được chiết xuất 100% từ thảo dược, an toàn cho da và mang lại hiệu quả khác biệt so với các dòng mỹ phẩm hóa học. Tập đoàn Kyorio chúng tôi là một tập đoàn về du lịch sức khỏe và thẩm mỹ. Chúng tôi đã có mặt tại rất nhiều quốc gia trên thế giới như Nga, Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông. Tại Việt Nam, chúng tôi đã lựa chọn Seoul Spa là đối tác tin cậy để chuyển giao công nghệ và hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp cho chị em phụ nữ. Tại Seoul, các chị em sẽ được sử dụng công nghệ kỹ thuật và máy móc Hàn Quốc cùng với mỹ phẩm thảo dược thiên nhiên để chăm sóc sắc đẹp. Với bề dày kinh nghiệm, tôi hy vọng quý chị em sẽ thực sự hài lòng khi đến với Seoul Spa. Bạn hãy đến Seoul Spa để nhận được sự tư vấn tốt nhất, an toàn nhất từ đội ngũ chuyên gia spa hàng đầu Hàn Quốc và trải nghiệm sản phẩm làm đẹp từ thiên nhiên tuyệt đối an toàn và hiệu quả. Seoul Spa, vẻ đẹp đến từ sức khỏe.